Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chi trả trợ cấp một lần theo quyết định số 49/2015 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khai giảng lớp bồi dưỡng văn hóa công sở giáo dục công vụ, quy tắc ứng xử kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2018. Công đoàn Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức đại hội công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2023. Cũng trong chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin bài đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 11, Ban chỉ đạo 24 huyện Ngọc Lặc đã tổ chức chi trả gần 120 triệu đồng tiền trợ cấp một lần theo quyết định số 49/2015 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 57 đối tượng ở 9 xã trong huyện. Các đối tượng nói trên đã từng tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và là nhiệm vụ quốc tế. Việc chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 49/2015 QĐ-TTg đối với dân công hỏa tuyến được huyện thực hiện đúng quy trình, từ việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận thông tin đảm bảo chính xác, công khai minh bạch, đúng đối tượng. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận và tôn vinh công lao của những người có đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ngày 16 tháng 11, tại trường trung cấp nghề miền núi, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ công chức và người lao động không chuyên trách cấp xã năm 2018 cho 120 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ tịch, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, hội phụ nữ, trưởng công an xã và các cán bộ công chức thuộc các xã trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian 3 ngày, các học viên truyền đạt những kiến thức về công chức và đạo đức công chức, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, đạo đức công vụ trong nền kinh tế thị trường. Cuối khóa học kiểm tra đánh giá chất lượng tinh thần tiếp thu bài học của lớp. Khóa học sẽ giúp cán bộ công chức nhận thức rõ và phong cách ứng xử chuẩn mực khi thi hành nhiệm vụ, công vụ trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm bảo đảm được sự liêm chính và trách nhiệm của bản thân trong quá trình thực thi công vụ. Cán bộ công chức thường xuyên phải giao tiếp ứng xử không chỉ với đồng nghiệp mà còn thường xuyên giao tiếp với công dân. Hoạt động giao tiếp ứng xử của công vụ đòi hỏi cán bộ công chức khi giải quyết công việc phải đứng ở vị trí là cán bộ cơ quan nhà nước thay mặt nhà nước để giao tiếp với công dân, cần phải theo quy tắc và chuẩn mực. Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 11, Công đoàn Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Lặc đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, phát động các phong trào thi đua, góp phần không nhỏ vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tại đại hội công đoàn lần này đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tăng cường tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật cho cán bộ đoàn viên công đoàn, tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị cũng đã bầu ra ban chấp hành khóa 1 và thông qua nghị quyết đại hội. Trường mầm non xã Cao Ngọc thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Bước vào năm học 2018-2019, trường mầm non xã Cao Ngọc có 316 học sinh với 13 nhóm lớp. Trong năm học này, nhà trường phấn đấu đạt trường tiên tiến cấp huyện để đạt được những kết quả đã đề ra. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ giáo viên trong nhà trường. Mỗi cán bộ giáo viên xây dựng kế hoạch cho riêng mình để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục tại nhà trường. Đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay. Ngay từ đầu tháng 11, nhà trường đã xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể như phát động đợt thi đua trọng điểm trong học sinh chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 trên tất cả các mặt công tác, tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề tôn sư trọng đạo thông qua hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, khơi dậy đạo lý tôn sư trọng đạo trong học sinh và xã hội, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, động viên khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, thiết thực đẩy mạnh các phong trào hoạt động sôi nổi trong đội viên học sinh, giữa các lớp, giữa các chi đội, giữa học sinh trong các giờ học, ngày học, tuần học để lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, qua đó giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn trong mỗi học sinh, tạo môi trường thi đua sôi nổi lập thành tích, dâng tặng đến quý thầy cô vào dịp lễ tri ân các nhà giáo. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 11, thôn Ba Si, xã Kiên Thọ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
thôn Ba Si có 178 hộ với 634 nhân khẩu. Thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, trong 6 năm qua, thôn Ba Si đã huy động được gần 4,5 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực trong dân đóng góp là 2,8 tỷ đồng, chiếm 36,5% và trên 1.000 ngày công lao động cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn phát triển sản xuất. Nhờ đó, hệ thống giao thông với đường trục xã được bê tông hóa 100%. Trước đây, xây dựng nông thôn mới năm 2012, thu nhập chỉ đạt trên 20 triệu đồng trên người trên năm. Nhưng quá trình phấn đấu đến năm 2018, thu nhập của thôn Ba Si đã đạt 43,9 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,7%. Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng với đầy đủ tiện nghi trang thiết bị. Để có được kết quả trên, trong những năm qua có sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị từ xã đến thôn, đội ngũ cán bộ say mê tâm huyết với phương châm dễ làm trước khó làm sau, chính sách kích cầu kịp thời, động viên tạo động lực khuyến khích người dân hăng hái chung tay xây dựng nông thôn mới, tổ chức triển khai dân chủ minh bạch, tuyên truyền cho người dân thấm nhuần quan điểm xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, để giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, địa phương tiếp tục đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên phải khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Ban chỉ đạo, ban quản lý nông thôn mới xã, ban phát triển thôn tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, chú trọng phát triển sản xuất gắn với lợi thế về kinh doanh dịch vụ của địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã trao thưởng 10 triệu đồng cho chi bộ, ban quản lý và người dân thôn Ba Si. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào tạm biệt.